Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi firmware của các dòng firewall Cisco FPL series từ FTD sang ASA. Dòng firewall FPL series thì bao gồm tất cả các cái dòng FPL 1000, 2100, 3100, 4100 series và sẽ có hai loại firmware là ASA và FTD. Với firmware ASA thì các bạn sử dụng ASDM để cấu hình tương tự như dòng firewall cũ. ASA sẽ chỉ hỗ trợ firewall cơ bản, nghĩa là các bạn chỉ lọc được dựa trên địa chỉ IP, MAC và port dịch vụ, không có các tính năng về Threat Defense. Còn nếu các bạn cần các tính năng yêu cầu license như antivirus, lọc ứng dụng, lọc web, IPS thì các bạn sẽ cần phải chọn sang dòng FTD. Khi đặt hàng thì các bạn sẽ thấy có hai mã khác nhau tương ứng với hai firmware khác nhau. Ví dụ dòng FPL 1010 sẽ có hai mã là FPL 1010 ASA-K9 chạy firmware ASA và FPL 1010 NGFW-K9 chạy firmware FTD. Trong trường hợp các bạn không sử dụng các license liên quan đến Threat Defense thì các bạn sử dụng phiên bản nào cũng được, tùy theo chúng ta đã quen với nền tảng nào. Trong trường hợp các bạn mua phiên bản FTD nhưng đã quen với các cấu hình bằng ASDM thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi firmware từ FTD sang ASA và ngược lại, nếu các bạn cần sử dụng các tính năng Threat Defense nhưng đã mua bản ASA thì các bạn cũng có thể chuyển từ ASA sang FTD. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển từ FTD sang ASA. Đầu tiên chúng ta cần phải download firmware ASA về. Firmware của Cisco yêu cầu tài khoản được phân quyền thì mới có thể download được và Cisco sẽ phân quyền theo từng dòng thiết bị cụ thể. Do vậy, nếu không có tài khoản thì các bạn có thể nhờ bên cung cấp firewall để nhờ họ download cho. Nếu các bạn có tài khoản được phân quyền thì các bạn vào web software.cisco.com, chọn Access Download, tìm kiếm theo series của firewall, ví dụ FPL 1010 thì chúng ta sẽ tìm là 1010. Chọn dòng firewall 1010. Vào menu ASA Software. Sau đó thì lựa chọn phiên bản mà các bạn sẽ sử dụng rồi download về. Các bạn nên download bản Suggested Release này. Để chuyển đổi firmware trên firewall thì các bạn cần sử dụng các console chuyên dụng để thao tác trên CLI. Giao diện web sẽ không hỗ trợ. Trên firewall sẽ có các cổng console dạng RJ45 hoặc là mini USB. Các bạn sử dụng cổng nào cũng được. Trên thị trường hiện nay có một số loại các console. Các bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng máy tính nếu chưa có. Đối với loại cáp một đầu RS232 thì chúng ta cần mua thêm đầu chuyển đổi từ RS232 sang USB để kết nối với máy tính. Do hiện nay thì các máy tính không còn cổng RS232 này. Các console mini USB cũng là cáp chuyên dụng. Do vậy, nếu các bạn sử dụng các sạc điện thoại giống như này thì có thể sẽ không sử dụng được. Các bạn cần mua cáp là các console. Trong thùng thiết bị thường đi kèm với các console loại mini USB này, các bạn có thể sử dụng luôn. Chúng ta sẽ kết nối đầu USB của cáp vào laptop. Đầu còn lại thì các bạn cắm vào cổng console trên firewall. Tùy loại cáp RJ45 hay mini USB thì chúng ta kết nối vào cổng tương ứng. Cổng console sẽ là các cổng có nhãn màu xanh dương ở bên dưới và có biểu tượng dấu nhắc dòng lệnh này. Khi các bạn kết nối dây console vào laptop, trên laptop sẽ nhận dây này như các cổng COM. Các bạn mở menu Start, Search Computer Management và mở app này lên. Các bạn có thể kích chuột phải vào Zip PC rồi chọn Manage cũng được. Vào Device Manager, mở phần port COM and LPT, tìm cổng COM của các console. Nếu có nhiều cổng COM mà các bạn không xác định được cổng nào thì chúng ta có thể rút dây console ra và cắm lại. Cổng nào mất đi thì cổng đó là cổng COM cho các console. Như của mình ở đây là COM3. Sau đó thì sử dụng phần mềm Terminal để truy cập vào firewall.
Phần mềm Terminal các bạn có thể sử dụng Putty, TerraTerm, Mobile Xterm, CQCRT đều được. Mình sẽ sử dụng Putty. Serial port chọn COM3. Speed mặc định của tất cả firewall là 9600. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin, password là admin123 với chữ A viết hoa. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào giao diện dòng lệnh của firewall. Với phiên bản FTD thì chúng ta chỉ connect được đến FTD application và local MGMT thôi. Bây giờ mình sẽ convert firmware sang ASA. Để convert firmware thì trước tiên chúng ta cần copy firmware đó vào trong firewall. Các bạn có thể sử dụng HTTP, TFTP, FTP hay là USB đều được. Với các giao thức truyền file thì các bạn sẽ cần phải cấu hình sao cho thông mạng giữa laptop và firewall. Phần này sẽ liên quan đến cấu hình firewall. Cách đơn giản nhất là chúng ta sử dụng USB. Trước tiên, các bạn cần format USB về định dạng FAT32 để firewall có thể đọc được. Copy firmware vào USB. Sau đó cắm USB vào firewall. Để kiểm tra xem firewall nhận USB hay chưa thì các bạn truy cập vào local management bằng lệnh connect local MGMT. Kiểm tra bằng lệnh DIR USB driver. Firewall liệt kê USB kèm các file bên trong là OK. Gõ exit để thoát mode local MGMT. Truy cập vào firmware management bằng lệnh scope firmware. Sau đó copy firmware vào firewall bằng lệnh download image USB A 2.sược tên firmware mà các bạn copy vào USB. Các bạn có thể copy tên ở phía trên này bằng cách bôi đen tên, sau đó kích chuột phải là được. Để kiểm tra quá trình copy thì các bạn có thể sử dụng hai lệnh phía dưới này. Chúng ta chờ cho quá trình copy xong. Firewall sẽ kiểm tra firmware khi copy nếu các bạn gặp thông báo lỗi download tag failed. Failed signature validation thì là do file firmware bị lỗi. Các bạn cần download file khác. Firewall đã tải xong. Các bạn dùng lệnh show packet để kiểm tra. Lúc này sẽ có một file là FTD và một file là ASA. Các bạn vào mode auto install bằng lệnh scope auto install. Convert sang ASA bằng lệnh install security patch version. Phía sau là phiên bản ASA. Phiên bản ASA thì các bạn có thể xem ở phía trên này. Các bạn lưu ý nó không phải là file name nhé. Chọn Yes. Yes tiếp. Firewall sẽ bắt đầu cài đặt firmware ASA. Quá trình này có thể mất khoảng 20 phút và reboot vài lần. Các bạn chỉ cần chờ đến khi firewall hiển thị màn hình đăng nhập là được. Trong quá trình chờ, các bạn có thể sử dụng lệnh show hoặc show detail để kiểm tra. Quá trình này chúng ta không cần phải thao tác gì. Sau khi khởi động xong thì firewall sẽ tự động đăng nhập vào ASA với tài khoản admin. Các bạn cấu hình password cho enable để đăng nhập.
Như vậy là các bạn đã có thể truy cập vào giao diện ASA của Firewall. Các phần cấu hình Firewall trên firmware ASA thì tương tự như các dòng cũ, các bạn có thể cấu hình qua CLI hoặc ASDM. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn chuyển đổi firmware của các dòng Firewall Cisco FPR Series từ FTD sang ASA. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.